Xin chào mọi người đến hội thảo 75 Chủ nhật tháng 7 ngày 22. Bây giờ mình sẽ bắt đầu hội thảo. People listening from every corner of this planet. No knowledge has been dispersed so beautifully, so balanced across the planet, on this planet ever, maybe in the universe. You have the full potential of achieving everything in the universe. There is no need and there is no reason for man not to achieve. So, wherever you are, the way I taught you to make the coils double pole inside, you have continuous eco gravitational magnetic field. And if you put CO2 on it and you put zinc on it, you have connected the emotion of the man to it on a stable condition. And you'll find out you become a very peaceful man. Here, instead of having galaxies and universes and creating connection magnetically, we have used the matter state gravitational magnetic field strength to dominate and dictate the shape of the plasma. The nanotechnology, the nanomaterial which you have collectively developed in different ways by caustic, by electric currents, by whatever, fire or whatever, has that advantage that the matter, the nano and the plasma is all the same. So connection is very solid, it's very strong. The power of the plasma technology, the way we have thought, is beyond imagination of the man. Now you can create and control the plasma, which is the mother of the creation of the universe. You are given the seed of the essence of the creation. The foundation does not belong to no one and is not made of one anymore. You are developing it, you are structuring it, and from today, we will be still the same. We'll still develop the technology in different names, in different colors, in different nationalities, which they do not exist. It is beautiful when we see the Christian, the Muslims, the Jews, and every other belief are working together to build up systems. We have already become one faith. We already have become one nation, and we already become one planet. You got to remember one thing. Dates is irrelevant. Today is the last day of the Christian calendar, or tomorrow is the beginning of another. One day is connected to another. We don't stop. We are working round the clock. The Keshe Foundation team is working irrespective of time, position, religion, country. And now we achieve what we set out for. Xin chào mọi người. Hôm nay hội thảo cũng thú vị, nó có rất nhiều chủ đề rất là quan trọng và mình sẽ cũng nhắc lại những mấy cái chủ đề quan trọng thầy Ké xuống đây cũng chia sẻ.
Đầu tiên là mình muốn chia sẻ cái này về lý do thầy Hess dạy. Đây là cái lời nói của ổng, mình phụ đề qua tiếng Việt. Đây là đích thân ổng nói, tại nhiều lần lúc trước người ta chỉ đoán mò, nhưng mà ổng ít ít hiếm lắm ổng mới thả ổng nói thẳng trong mặt của mình là mục tiêu của ổng là gì. Dù ổng nói thẳng trong mặt mấy lần, nhiều người cũng không hiểu mà không muốn nghe nữa. Nên bây giờ mình sẽ nói lại cho mọi người chính xác những lời ông nói. Tôi không ở đây để chứng minh về một thiết bị có thể tạo ra năng lượng hoặc chữa lành bệnh ung thư. Tôi ở đây để thay đổi sự hiểu biết cơ bản của con người về bản chất của sự sáng tạo vũ trụ và về nguồn gốc nhân loại và con đường nhân loại khám phá vũ trụ. Cái đó nghĩa là gì bây giờ? Ông nghĩa là ông nói về con người phải đi vào trong của mình, là đi về con đường tâm linh để hiểu biết thêm về bản thân của mình và biết thêm về vũ trụ. Thì đơn giản thì mình có thể nói như vậy nè. Có anh mù kia, anh hỏi mình thế giới này như thế nào, mình nói ảnh xung quanh mình thấy cái gì, mình thấy mặt trời màu vàng, cây màu xanh, thì anh ta nói hỏi mình lấy chứng minh gì để cho thiết nói có mình lấy về để chứng minh là cái cây mình thấy xung quanh là màu xanh. Thì bạn có thể giải thích vì sao với anh mù này đây? Thì có người trước đây người ta biết mình chỉ có 5 cái giác quan thôi. Thật sự con người có 12 cái giác quan thì nó cũng liên kết với những chủ đề mình nói về trước, và con người có 12 cơ thể ánh sáng. Nó cũng tương đương với 12 luân xa và 12 cái ADN của mình. Thầy Cass chỉ cho một cái kiến thức để các mình đi tiếp theo đi thực hành để hiểu biết rõ thêm, để cho đích thân mình cảm nhận mình thấy. Thì anh chàng mù này muốn thấy được cái cây màu xanh thì anh phải bước đầu tiên để học hỏi làm sao mở con mắt mình ra để thấy được đó. Đích thân anh thấy, anh cảm nhận, anh trải qua. Mình có thể mô tả và mình có thể dùng khoa học giải thích cái màu xanh nó làm sao mà nó phán ra lá cây nó phát cái màu xanh, nhưng mà đối với ảnh mình giải thích bao nhiêu dùng khoa học rồi này mà đích thân ảnh không có thấy được thì không có ý nghĩa gì hết trơn. Cái một chỉ là một cái kiến thức, thì mỗi người phải tự cảm nhận, tự giác ngộ ra được để thấy được cái kỳ diệu của vũ trụ. Mà muốn biết được cái kỳ diệu của vũ trụ, khi đi vào phía trong mình phải từ từ mở hết mấy cái giác quan thứ 7 đến 12, mình mới tự thấy được, mới tự cái cảm nhận được. Thì trước đây đó là cái nguồn nguồn chí hướng này của thầy Khác, thì cũng giống như mấy cái nguồn gốc mấy cái đạo trên thế giới này, dù đạo Phật hay là đạo Chúa, trước đây người ta cũng hướng dẫn đi vào phía trong để cho mình hiểu thêm về nguồn gốc của bản thân của mình, lý do tồn tại của mình. Nhưng mà đa số cái lời dạy của ông Chúa Giêsu và ông Phật đã bị thất truyền rất là lâu năm. Nên những gì còn lại bây giờ còn hơi mơ mơ hồ hồ. Nhưng thầy Kess mới đi lại thời đại bây giờ dùng khoa học để giúp người ta hiểu được cái thế giới này như thế nào một chút cơ bản để người ta tự đi tìm hiểu thêm nữa. Đó là cái lý do mình phải đi thực hành về làm những mấy cái gear, làm thiết bị này, nó cho mình mở con mắt, mở mấy cái giác quan thứ 6, thứ 7, thứ 8, thứ 9, thứ 10 này đó. Và thêm một cái quan trọng nữa là trước đây mình không có xem trọng về cái công nghệ này. Công nghệ này là một cái công cụ, nó một cái công cụ nó giúp cho mình hiểu thêm về bản thân của mình, chứ mình không phải cần tập trung nặng nó quá để chỉ biết là GANs hay là MyGraph, mà không lưu ý cái chuyện quan trọng hơn là để kiếm tại cái lý do cái tồn tại của mình và cái vũ trụ này như thế nào. Thì Cass cũng đích thân đã nói trong cái câu này rồi, và mấy cái công thiết bị này mình tạo là chỉ một cái công cụ giúp cho mình tạo một cái lòng tin, một cái cách nhìn khác để hiểu thêm về bản thân của mình, là mình có thể làm hết những chủ đề này, mình không cần thiết bị gì hết.
Và sau này, trong tháng sau mình có nhiều thời gian hơn, mình sẽ giúp mọi người hiểu thêm về cái quá trình con người, cái lịch sử của con người, quá trình cầu tiến của con người, cái giai đoạn mà phải đi như thế nào, và có phương pháp nào để giúp cho mình mở cái tâm thức của mình ra, để trở lại cái nguyên chất của mình về cái cấu trúc của 12 ADN, để mình có tự có một giai đoạn mình tự đi để tự mở những cái giác quan chưa biết được vô hình bây giờ. Thì đó, một cái phương pháp đó rất là đơn giản, thì sau này mình sẽ phụ đề về tiếng Việt và chia sẻ với mọi người trong hội thảo sau này. Thì đó là cũng một cái nguồn gốc của mấy cái đạo này, là một cái phương pháp đã bị thất truyền mấy ngàn năm nay. Vì trước đây ông Giê-xu và ông Phật cũng cho cái phương pháp này, nhưng mà nó không còn tồn tại trong cái lịch sử và trong tồn tại trong cái những mấy giáo dục của nó nữa. Người ta cố tình bỏ nó qua. Đó cũng là nguồn gốc của nhóm nhân điện và pháp nhân công, họ đi thực hành để làm khỏe, để cho khỏe, làm cho mình khỏe lại. Thì cái phương pháp này rất là đơn giản, biến lại cái cấu trúc, cái mẫu con người trở thiên nhiên của vũ trụ để cho mình mạnh khỏe lại. Và mà khi mình khỏe lại, mình đi phù hợp với con đường của cầu tiến hóa của con người và mở cái tâm thức của mình ra. Thì sau này mình sẽ cho chia sẻ phương pháp, thì mọi người có thể đi thực hành theo cái cảm nhận của mình, tự mình thấy, tự mình giác ngộ được. Và cái lý do này của thầy Cass cũng phù hợp với cái lý do trước đây mình đưa ra cái mục đích của thầy Cass. Thì nhiều người mình đưa mục đích này ra, nhiều người lúc trước cũng thấy, có thể không thấy hết những cái điều này, hay là thấy một hai ba điều mà không nghĩ là thầy Cass đã nói những mấy cái này mục tiêu của ổng. Thì qua cái câu hồi nãy thì mọi người cũng đã thấy những mấy mục tiêu này và cái lý do của ổng dạy là cũng tương tương với nhau. Thì muốn đi được vào phía trong để tìm hiểu thêm về vũ trụ và về bản thân mình có một chút ải để phải qua. Nhất là công cụ này giúp mình được giải phóng nhân loại từ Kabbalah, là đại gia đình, họ quản lý sao xã hội mấy ngàn năm nay. Có nhiều chủ đề người Việt Nam mình không muốn đối diện đến, không muốn, nhất là chính trị và cái xã hội xung quanh mình. Mình giả ngờ, giả ngơ, mình không thấy, không hiểu biết, không nghĩa là sẽ không tồn tại. Mình phải đối diện, muốn làm minh sứ bản thân, phải lấy trách nhiệm hết cái hành động của mình trong cuộc sống của mình, trong xã hội của mình. Nếu mà mình không lấy trách nhiệm, mình đưa trách nhiệm đó cho người khác để người ta quản lý, thì mình không có tư cách nào mà than thở khi cuộc sống không đi thuận theo lợi mình. Tại mình đưa cái quyền lực cho mấy người khác quyết định, cho sắp xếp cuộc sống mình như thế nào, ăn uống ở cái môi trường như thế nào. Thì mình muốn làm minh sứ thì phải lấy cái quyền lực đó cho lợi, mà lấy quyền lực đó cho lợi, mình phải biết thêm cái quá trình, cái trò chơi như thế nào. Và mấy đại gia đình nó điều khiển nhà nước ở phía sau như thế nào mấy ngàn năm nay, để tạo cho cái hoàn cảnh cho mình không có thức tỉnh được, đè cái tâm thức của mình như thế nào để mình có thể ứng phó khi mình đi cũng đã giai đoạn tìm hiểu về bản thân của mình, khi mà đi sâu vào trong bản thân của mình, tâm thức của mình. Điều thứ hai là tạo cấu trúc quán trị mới. Thì cái quán trị bây giờ nó thối nát rồi, nước nào cũng giống như vậy, chứ không phải chỉ một nước thôi, nó đã phải thay đổi. Nó không có thể kiềm chế nhân loại nữa. Thì đó là một cái mục đích của cái công nghệ này ra, đã sẽ ép cái thế giới thay đổi về cái công nghệ này. Tiết lộ công nghệ ẩn. Thì công nghệ không phải công nghệ flash, mà nhiều công nghệ trước đây nó được ra mà không được phô trương lớn lắm. Tại vì cái món nhóm sao, nhất là đại gia đình, nó không cho mấy cái công nghệ nó tồn tại. Thì bây giờ cơ hội rất là lớn cho mấy cái công nghệ khác, ngoài công nghệ cash flash, mà có thể phô trương ánh sáng để giúp cho nhân loại đi tìm hiểu tiếp và có thể an cư lạc nghiệp. Thì mục đích khác của thầy Cass là hướng dẫn nhân loại về công nghệ plasma, thì ai cũng đã biết rồi. Thì công nghệ này nhiều người bắt đầu từ mới mẻ, nhưng nó rất là đơn giản, nó không có phức tạp giống như mấy người nghĩ. Nhưng người mình phải bắt tay để đi học hỏi nó mới thấy cái kỳ diệu của nó. Giáo đức nhân loại về lực vũ trụ. Con người mình, nhân loại đã đi sai đường quá nhiều năm rồi, nên mình phải học về cái cơ bản, nhất là dân Việt Nam mình. Dân Việt Nam mình nói câu một khó nghe một chút xíu là thiếu đạo đức làm người, mới có được cái xã hội bên bây giờ. Nâng cao linh hồn của con người. Cũng giống như xe điện thoại, mình đi đâu có chút nó không phải sống.
đất Việt Nam trên thế giới này cũng giống như một cái chỗ mà không phải sống, là nó thiếu đạo đức hơn mấy chỗ khác rất là nhiều. Thì bạn cũng đã xem rồi, xem cái xã hội mình như thế nào, xung quanh như thế nào, khi mà mình làm ngơ, mình giả độ không biết, không thấy, không nghe, không lấy trách nhiệm để cho mấy người khác phải giải quyết vấn đề, đó không phải vấn đề của mình, thì bạn đã thấy cái kết quả của hành động đó như thế nào, nó tạo cái xã hội như thế nào. Mình không cần nói thêm, bạn chỉ cần mở mắt cái nhìn ra là thấy biết liền. Nếu mà cái phương pháp nó không được, mình phải làm như thế nào bây giờ? Trước tiên là mình phải cái yêu cầu, muốn yêu cầu thay đổi bản thân của mình, yêu cầu cái cuộc sống tốt đẹp hơn. Thì khi bạn cái yêu cầu đó thì mới có được, mới mở ra để có mấy phương pháp kia nó đi vào cơ thể mình có thể áp dụng. Thì một cái công nghệ này là một cái phương pháp mình có thể áp dụng khi mình hiểu được cái lý do của nó. Đầu tiên là mình phải có cái yêu cầu thay đổi. Đó là tại sao lần đầu tiên lúc trước mình chia cái bài là tôi muốn thay đổi thế giới. Trước khi muốn thay đổi thế giới phải thay đổi bản thân mình trước. Tại vì nếu mà mình không chuẩn, làm sao mà cái xã hội nó chuẩn được, và sao cái nhà nước mình nó chuẩn được. Thì mình không cần làm một cái chuyện gì mà lớn lao mà vĩ đại hết trơn. Cái vĩ đại mà cái lớn nhất, cái yêu nước nhất, hành động mình có thể làm là làm chuẩn bản thân của mình. Mỗi người làm chuẩn bản thân của họ là thế giới này sẽ hòa bình, không có phức tạp hơn đó. Tại con người mình làm là phức tạp thôi. Đó, mọi cơ bản mình không có thể kiềm chế điều khiển cái thế giới xung quanh mình, nhưng mà mình có thể điều khiển kiềm chế bản thân của mình. Thì cái công nghệ này nó sẽ giúp con người đi con đường đó, giúp cho mình ổn định tinh thần lại để mình có thể đi vào phía trong, giúp nhân loại thiết lập kết nối mạnh mẽ hơn với linh hồn. Khi mà mình dùng công nghệ Cash Plus, mình làm cho yên tĩnh lại mà giúp cho mình thăng bằng, mình sẽ kết nối dễ hơn với linh hồn của mình để hướng dẫn mình sống và hành động như thế nào mới phù hợp với lực vũ trụ, đưa nhân loại trở lại cân bằng. Thì giống như mình nãy mình có nói, nhân loại bây giờ không có cân bằng, tham, Việt Nam rất là tham, đố kỵ, hận thù, tùm lum hết trơn. Thì năng lượng plasma sẽ giúp người ta cân bằng trở lại, để cho mình không có đố kỵ mà ghét những người ta có gì tốt đẹp hơn mình sẽ nên vui cho họ, chứ không phải ganh tị mà kéo họ xuống. Thì bạn cũng thấy cái ganh tị mà cái hận thù và cái hành động này nó tạo cái xã hội của mình như thế nào. Thành lập một hành tinh, một quốc gia, một dân tộc, nghĩa là khi mà mình không đố kỵ, không phân biệt trắng đen, Trung Quốc, Việt Nam, Mỹ, là mọi người chỉ cần hợp tác hòa nhã với nhau để sống trên địa cầu này, mình mới đi tiếp theo sống được cái cuộc sống hòa bình, an cư lạc nghiệp, tạo hòa bình thế giới. Khi mình đi đó, tạo được cái một dân tộc, khi mà không phân biệt, không hận thù, không so đo với ai hết trơn, thì mình có thể tạo được hòa bình thế giới. Và khi mình tạo được hòa bình thế giới, mình mới bắt đầu tham gia được cộng đồng vũ trụ. Tại vì khi mà mình chưa có được cân bằng, mà chưa bỏ được mấy cái lòng tham, hận thù, ghét này, mình lên vũ trụ người ta không cho. Tại mình chưa đủ đạo đức, chưa hiểu cái lực. Nên chả làm gì, mình ở đây mình, nhất là người Việt Nam mình, ăn cắp, hối lộ, sống vô lương tâm, không đủ cho lên trển, người ta không muốn mình ô nhiễm cái môi trường trên trển qua cái thiếu đạo đức của mình. Mình phải làm chuẩn bản thân mình đi, người ta mới cho mình lên trển được tham gia cái cộng đồng vũ trụ. Đẩy nhân loại đến một giai đoạn tiến hóa tiếp theo được gọi là ascension. Ok. Đây là phần tiếng Anh. Thì mấy cái điểm là quan trọng, mình có một phần tiếng Việt và tiếng Anh cho những mấy người đọc không được tiếng Việt có thể đọc phần tiếng Anh để hiểu rõ thêm hơn nữa. Từng rồi, có một phần mình âm thanh mình không rõ, mình sẽ nói tóm tắt nó lại trong cái video này và nó trong cái hội thảo lần này của 232 của tìm kiếm kiến thức của tiếng Anh, thì chúng ta tóm tắt lại, thì mình tóm tắt thêm nữa, ta gõ hơn về chủ đề quan trọng của Hero. Tại Hero đó rất là quan trọng trong cái cuộc sống của con người và cái phát triển của phi thuyền.
Thì cái phân chia H3 thành H2 và H1 có thể giải thích như thế này. Một cách nhìn khác là ở đây mình có H1, nó có một proton và một electron. Ở đây thì nó có H2, nó có một proton, một neutron và một electron ở bên đây. Ở đây tritium nó có khác hơn, có một cái proton và hai cái neutron và một cái electron. Đó mới là tritium, là H3. Thì thế giới này nó theo cái lực gọi là cân bằng. Mỗi cái cấu trúc nào nó thành lập nó cũng có cân bằng. Thí dụ đi, bên H1 này, anh proton này, cái năng lượng anh phát ra thì anh electron này sẽ hút vào. Và những gì anh electron này cho, anh proton này sẽ hút vào. Nó tạo một cái số 8 giống trên đây nè. Anh cho cái năng lượng nó cân bằng, nó không dư thừa ra cái môi trường. Nhưng mà H2 nó cân bằng như thế nào? Thì anh proton này với anh electron, anh proton với anh neutron sẽ kết nối thành số 8 giống trên này, nó bằng cái năng lượng. Và những anh hai anh này cũng, nếu mà phát năng lượng nào dư thì anh electron này sẽ thấy nó tạo một cái hòa bình, ba cái này rất là hòa bình với nhau. Nhưng mà anh tritium anh dư một anh neutron này, anh neutron này sẽ lại cũng phát năng lượng ở ngoài hết trơn. Nên tại vì sao năng lượng cao của tritium nó là radiation? Tại vì anh có một cái neutron nó phát năng lượng qua ra, không có ai nào giúp cho anh cân bằng lại hết trơn. Thì anh, nếu mà anh, cái này là anh tritium ở đây nè, nếu mà mình tách anh ra đó, anh có hai phần. Thì mình là mình lấy một cái neutron, mình tách nó ra thành một cái proton và electron là H1, cái còn lại là H2. Đó khi mình tách cái H3 nó sẽ nó thành hai cái phần đó. Khi mà mình tách anh H3 ra thành anh H2, H2 và H1 á, H1 này nó sẽ kết nối với nhau, nó tạo ra nước. Rồi anh này, anh H2 này, một cách nhìn khác của nó là một cái cấu trúc của mất cái vận sống và cái vật chất trên thế giới này. Mỗi cái trên thế giới này từ H2 nó tạo ra. Ý nghĩa là sao? Nếu mà bạn nhìn bản đồ nguyên tố, thế dụ đi, carbon là 12, nghĩa là sao? 6 electron và 6 cái 6 xin lỗi, cái 6 proton và 6 neutron mới số là 12. Nhưng 6 proton và 6 neutron nghĩa là deuterium. Là 6 deuterium tạo ra được cái carbon. Mấy nguyên tố khác cũng giống như vậy thôi. Là bao nhiêu deuterium tạo được nó. Nên cái deuterium là một cái gốc, cái cấu trúc cơ bản của hết cái nguyên tố khác. Ở đây cũng nói giống như vậy bên đây. Cái đây là deuterium, là nếu mình tạo ra cái 6 cái deuterium, 1, 2, 3, 4, 5, 6 nè. 6 deuterium nó tạo ra cái 12, giống mình nãy là carbon đây là 12. 6 deuterium nó tạo ra một cái hình giác của cái hình cấu trúc cũng giống cái hình gọi là trong khoa học Tây gọi là cymatic platonic solid, là một cái hình dạng cơ bản. Nó cũng có hình dạng của cái crystalline của kim cương vậy đó. Carbon structure. Có carbon, hình dạng của carbon. Về 6 bên này nè. 6 của H2. Thì bạn chỉ cần nhìn đó là làm những mấy H2 là một cái cơ bản để tạo hết mấy cái vật chất và cái dạng sống và cái nguyên tố trong cái bảng theo cái hình dạng của số 6 này. Và là cái hình dạng số 8, số 10 nó tùy theo cái hình dạng, nhưng mà cái cơ bản của nó là thằng này là một miếng này, một miếng này là một thằng anh H2 á. Ok, trong cái tuần này, tuần trước, trong hội thảo tìm kiếm tiếng Anh 232, thầy Kess giải thích rõ ràng hơn. Tại lúc trước ông nói hơi mơ hồ, những người không hiểu ý của ông về làm sao mà tạo ra được H1 và H2, H3 qua H2 thì biến đổi H2 thành H1 và H3 bằng cách sử dụng 500. Thì trong cái hình dẫn này, nếu mà mình bỏ H2
H2 ở dưới ở đây trong cái dung dịch nước muối. Thì hai bên mình có hai cái đá 500, một bên thì để trọng trường, một bên là tự trường, một bên là cho, một bên là nhận. Thì trong cái lưu động năng lượng của đó, nó sẽ kéo năng lượng đi, thì nó sẽ biến cái năng lượng này của H2 thành H1. Thì cái lưu động khi nó lưu động nó chuyển từ A nè qua bên B này, thì nó kéo năng lượng theo. Khi nó đi qua cái quá trình vòng dò đó, nó sẽ mất đi một phần năng lượng, nó trả lại thì nó sẽ giảm đi, nó sẽ kéo năng lượng đi, nó kéo một chút năng lượng của H2 đi, đi trong xung quanh nó sẽ mất một phần, nó biến lại thành H1. Đó là cái quá trình khi mình tạo cái dung dịch, mình có thể tạo H1 qua cái hoàn cảnh đó. Thứ hai là mình có thể dùng hai cái đá 500 đi một chiều, thí dụ đi hai cái nam, hai cái cho, tại đá 500 nó có hai đường, một cái đường cho, một đường lấy. Thì cái đường cho nó cho thêm năng lượng vào cái H2 này thì nó biến thành H3. Nếu mình đổi ngược lại không cho mà lấy, cái là đưa không phải mà tự trường mà đưa trọng trường của cái South, cái miền Nam, cái tự trường của nó. Thì hai cái tự trường này cũng giống nhau, nó lấy năng lượng đi của H2, nó còn là thành H1. Đó là cái hoàn cảnh khoa học mình có thể áp dụng để tạo ra được H2, dùng H2 để tạo ra H1 và H3 theo phương pháp mới này. Thì dòng năng lượng của H1, H2, H3 để tạo ra sự bay lên vào vỏ trứng của plasma. Cái này là thầy thích giải thích tại sao cái phi thuyền mình thấy nó có đủ thứ màu ở trên. Vì cái lưu động của H3 chạy đến H1, H3 chạy qua H2 và H1 tạo một cái lưu động như trong hình tròn này, nó đưa cho năng lượng với nhau, nó chạy vòng vòng, vậy mới thấy nhiều ánh sáng. Vì cái lý do này mình dùng cái H3, H2, H1 trong cái phi thuyền, nó sẽ tạo một cái vỏ trứng và nó giúp cho mình tạo một cái lift để mình có thể bay lên khỏi cái địa cầu này. Và cái lý lẽ khi mình dùng H3, H2, H1 trong lò phản ứng của cho máy, cho cái thiết bị phi thuyền làm tạo, rằng mình thành lập làm tàu vũ trụ. Cái này là trong kiến thức của hội thảo 72 trong tìm kiếm kiến thức của tiếng Anh 229. Thì các sẽ giải thích rõ ràng về cái chủ đề trong mà cuối hội thảo 232 câu kia có sơ ý của tạo nước mà con không hiểu tại sao có tạo được ra nước. Khi mà cô để mấy cái giấy giảm đau chồng lên một mấy ba bốn lớp, bốn đống, một đống cho CH3, CO2, kẽm và CuO đồng, và bỏ trong cái Ziploc bag để đậy kín lại, mà trong đó sẽ tạo được cái nước. Thì Kess đã nói và hướng dẫn trước đây rồi, người ta không lưu ý, mình cũng đã chia sẻ này trong hội thảo trước, là khi mình để trong cái dung dịch này nè, mình tạo nano đồng. Cái dung dịch này tạo là cái trường CO2, cái này cái thiết bị để tạo ra CO2. Thì bên vỏ mình có nano đồng và kẽm, chính giữa nó tạo trường CO2. Nếu mà mình để CH3 trên đây á, nó sẽ tạo ra một cái môi trường khác. Là khi mình lấy, ông nói khi đây là một cái phương pháp để mình lấy cái chữ carbon ra cái H3, để còn H3 thôi à. Trên đây là có CH3, khi mà lấy carbon ra để tạo CO2 dưới đây, trên đây còn H3. Nếu mà lấy H3 này mình bỏ vào đây trong cái dung dịch này, trong cái hộp riêng, hộp thiết bị, trong hộp muối hay hộp kính gì đó trong đây riêng, và có ngoài này cũng có muối khác riêng của nó, mà cũng cùng trong cái hoàn cảnh giống bên đây, và ở đây nano đồng và kẽm, nó trong cái hoàn cảnh này, khi mà mình dùng qua cái trường của muối á, nó sẽ tạo ra CO2 ở dưới, và nó sẽ tạo ra nước lại H2O. Khi mà nó dùng nó tạo ra nước rồi đó, thì cái H3 này á, nó mất hai cái H rồi, H2 rồi, nó còn một H cái lại. Ở trong cái môi trường này, ngoài ra tạo ra CO2 ở dưới đây, trên đây nó sẽ có H1, là đó một cái phương pháp khác, và bạn có thể tạo được cái H1 và tạo được ra nước. Đó là cái lý do tại sao trong cuối hội thảo 232 mà cái cô kia của sơ ý quá trong cái quá trình đã tạo được nước mà có không biết, không biết tại sao. Thì trong cái quá trình này thì Kess đã dạy, đã hướng dẫn, đã giải thích rồi, là trong cái hoàn cảnh mình tạo trong cái trường của CO2 và cái trường của CH3, nó sẽ tạo cho một cái nước
trong cái lý do này. Và thêm cái này trong video này cũng hướng dẫn nhắc mình lại làm sao tạo được H3. Thì trong cái phương pháp này là mình lấy trong cái quá trình làm CO2, mình bỏ CH3 ở trên, là mình đẩy kính lại dùng trong cái thủy tinh chứ không phải dùng nhựa, tại nhựa nó có CH trong chổng, mình sẽ lấy CH trong đó chứ không phải lấy CH trong cái CH3 này. Khi mình để trong cái hộp CH3 này, mình để trong cái thiết bị, để trong cái dung dịch thủy tinh nào đó, đừng có dùng cái nhựa, mình để trong đây, trong quá trình trong cái thiết bị làm CO2, và ở trên này mình đẩy kính cho lại, đừng cho oxy ở ngoài vào, mà này dùng cái hết này là thủy tinh hết, là nó sẽ khi mà nó sẽ lấy cái trường của CH3 này để nó tạo qua CO2, là trên đây chỉ còn H3 trở lại thôi. Đó là tóm tắt nhắc cho lại mình làm sao tạo được H3. Thì CH3 là mọi người cũng đã biết rồi, thì nhìn lại trong cái thiết bị, cái sơ đồ cấu trúc thì bạn sẽ nhớ được để làm sao được bốn cái gan cơ bản. Đây là một cái phương pháp mới, cũng trong 229 nó nhắc nhở trong hội thảo 72 làm sao tạo được H2 và H1. Thì khi mình tạo được cái H3, mình bỏ vô cái lò phản ứng Dynamic Reactor, thì mình xây ba cái này á, trong đây H3, ba cái lò phản ứng của H3 ở trên. Nhưng mà trong cái quá trình nó xây, nó phản ứng nhau, nó lưu động cái năng lượng, thì cái lưu động cái năng lượng sẽ nó tạo một cái lấy đi, sẽ mất, thì nó tạo trong tạo H2 và H1. Thì các bạn có thể lấy là mua cái ba cái lò phản ứng và bỏ H3 trong ba cái đó và xây nó trong một thời gian dài và xem nó sẽ tạo một cái kia nó thành đổi qua màu đen đen và kia nó màu xanh xanh, là nó đổi màu như thế nào để tạo được ba cái năng lượng này. Thì cái đó là phản ứng reactor này, anh trên mạng, anh Chen Lin có bán mấy loại phản ứng này, mấy người Tây rất là thích dùng. Cái motor, và phản ứng của cái motor người ta thích. Rồi mình sẽ nhắc nhở một cái phương pháp này rất là quan trọng về phi thuyền, và là tạo được cái năng lượng và vật chất, là làm sao tạo được cái neutron của hydro. Thì mình trong cái dung dịch này lúc trước trong cái hội thảo 229, hội thảo 72, thì trong dung dịch muối mình có thể để H3 một bên và H1 ở trên giữa, nó sẽ tạo ra hai cái neutron. Cái này rất là quan trọng, cái này neutron đôi á, mình cần cái này để sau này mình nhắc nha, mình sẽ hướng dẫn đề trong hội thảo mới này, thì Cass cũng nói mình cần đó, hay là một cái neutron mà nó tách ra để tạo được hết cái vật chất trên thế giới này. Thì một cách tạo được cái neutron là từ H3, H2 hay là H2, H1. Nếu mà tạo H3H với H1 có thể tạo ra hai cái neutron này, thì bạn có thể bắt đầu cái quá trình nghiên cứu tạo được làm sao lấy được cái neutron. Cái neutron mà nó xong cái dung dịch muối á, nó sẽ có màu khác. Muối bình thường thì nó màu trắng, mà nó trong cái khi mà nó có neutron trong chổng ngoài đó, nó sẽ màu hồng, một chút hồng vàng, mà đa số là màu hồng. Khi mà nước mình đã thay đổi thành màu hồng là bạn biết bạn có cái neutron trong chổng. Đó là cái lý do tại sao mình tạo được cái neutron, tại vì có neutron cái đó, theo cái mình tạo trong cái môi trường, nó sẽ biến thành đủ thứ vật chất nào mình muốn theo cái hoàn cảnh cái môi trường của mình. Khi mình tạo được cái neutron rồi, mình bỏ vô cái mình tạo đó trong cái môi trường mình muốn, mình có thể biến nó thành vàng, muốn nó biến nó thành bạc, biến nó thành đồng, hay là biến nó thành trái táo hay cái gì đó, theo cái hiểu biết của mình, theo cái thí nghiệm của mình. Thì qua cái biến đổi của neutron theo cái môi trường, mình sẽ biến ra đủ thứ vật chất giống như thầy Cass đang hướng dẫn trong cái hình này. Cái này một khác cũng áp dụng cái neutron, mình có thể trong cái quá trình gọi là nuclear decay, là cái phân chia của nó ra, phân rã của hạt neutron, nó biến ra thành cái proton và electron, mà trong đó nó gọi là có gọi là PM, tức là cái mấy năng lượng tẹt nhỏ nhỏ đó, là mấy cái ánh sáng. Thì mình sẽ gom tắt hết mấy cái ánh sáng đó lại, biến ra đây thành một cái, mình gom hết mấy ánh sáng đó, mấy cái năng lượng nhỏ nhỏ đó, có thể áp dụng nó thành cái năng lượng cho thiết bị năng lượng, hay là tạo được dùng cái năng lượng đó để tạo hết cái vật chất. Có là cách áp dụng khi mình tạo được cái neutron. Thì em thầy Cass hỏi nhiều người, mày muốn tạo được cái neutron để làm gì? Nhiều người ú ớ không biết, tại thấy cái đó là cái chủ đề hot, ai cũng muốn làm hết trơn, mà không, khi mình làm được rồi không biết cách tác dụng của nó. Thì cái tác dụng của nó khi mà nó phân rã ra đó, năng lượng miễn phí, là mấy cái gọi là cái năng lượng nhỏ nhỏ đó, mình cái áp dụng cho cái thiết bị năng lượng, là cái plasma reactor hay là cái McGrath, hay là mình dùng nó để cái nông nghiệp hay gì đó, mặc kệ, mình tùy theo cái đầu sáng tạo của mình.
Thì cái này cũng giống nói y hệt trong cái hội thảo 230 của trong tiếng Anh và lớp hội thảo 73 trong tiếng Việt, mình cũng đã nhắc qua lại thêm một lần nữa cái tác dụng của khi mình tách ra neutron thành, khi mà phải mình phải tách ra cái ra theo chữ thiên nhiên của nó, khi nó decay, khi nó phân rã ra nó tách thành cái photon và electron, mình cái năng lượng nhỏ nhỏ nó khi nó phát ra đó, đó thì mình ra thì cái đó áp dụng nó để mình tạo ra đồ ăn này nọ hay là nước. Rồi, ok, bây giờ mình mới bắt đầu xong cái hội thảo 232 trong đây. Anh John thì anh cũng đang nôn, tại vì Trung Quốc đã tạo được ra cái phi thuyền rồi và nó có thể tác động được rồi, mà anh ta chưa tạo được cái vỏ trứng nữa, thì anh cũng đang nôn. Và anh thầy các hướng dẫn có nhiều lần, nhưng mà anh ta, cái nhóm này không hiểu, họ đi nghiên cứu tùm lum hết trơn. Thì lúc trước họ đã tạo, để mình nói cái video phần này. Bây giờ thầy Cass cũng đang lắc đầu nữa, mình cũng đang lắc đầu, anh hiểu, không biết hiểu anh đang tạo cái gì. Mục đích của anh đây là cái phương pháp anh tạo cái cấu trúc, là tạo ra cấu trúc tinh thể của cho anh, là tạo được cái crystalline structure, cũng như là crystalline structure của kim cương, của carbon vậy đó. Thì trong cái dung dịch này anh có nano đồng bên phải, bên trái có kẽm. Thì chắc anh muốn lấy cái carbon này ra, nhưng mà anh bị hồ đồ, bị tẩu hóa và ma rồi, nên anh không biết anh đang làm gì. Cái phương pháp này là mình tạo ra, lúc như mình giải thích hồi nãy đó, nếu mà dùng phần cái thủy tinh á, thiết bị để dùng thủy tinh ở ngoài, không phải là hộp nhựa này mà hộp thủy tinh có cái nắp đậy kín lại, trong xe H3 này nữa, mình đậy mà không dùng cái hộp nhựa mà dùng hộp thủy tinh nữa, là sẽ kéo cái carbon trong xe H3 này ra, tạo CO2 ở dưới, ở trên còn là H3 trở lại. Nhưng mà trong quá trình này ông thầy khác không biết ông này đang làm gì, anh đang nói chung là anh đang mò, vì anh đang bí và không biết tại sao mà tạo được cái trứng, nên anh đang thử rất là nhiều phương pháp. Nên thầy khác nói đừng có phân tâm, họ có cái giải pháp rồi, để tập trung để tạo cái quả trứng đó đi, đừng có tìm kiếm nguồn gốc năng lượng mới, năng lượng họ có bây giờ đã đủ chuẩn rồi, không cần kiếm nguồn gốc năng lượng khác để áp dụng. Thì mục tiêu của họ để làm phương pháp này để kiếm một nguồn gốc năng lượng chuẩn hơn để dùng cho cái phi thuyền của họ. Nhưng đó là không phải có vấn đề của họ về nguồn gốc năng lượng. Vấn đề nguồn gốc năng lượng họ là họ chưa tạo được cái quả trứng, họ chưa được bẻ được cái năng lượng nó quay trở lại. Thì một chút nữa mình sẽ giải thích rõ ràng hơn về chủ đề đó. Đây là bế phóng của tàu vũ trụ, thì TKS cũng hỗ trợ giúp cho nhóm Arizo nè, của nhóm của anh John tạo được một cái chỗ đạn cho đây nè, một cái thiết để cho mấy cái phi thuyền có thể bay lên. Thì trên đây sẽ có thể nằm cái thiết bị của vũ trụ. Ở đây trong xung quanh là 18 cái thiết bị McGrath để tạo một cái môi trường riêng đặc biệt để giúp cho cái thiết bị, giúp cho cái tàu vũ trụ có thể bay lên. Chút nữa mình sẽ cho thấy một hình thực tế ra ngoài giống như thế nào. Thì thầy Kết đã giải thích uốn cong trường năng lượng để cảm thấy không có gió lạnh. Nghĩa là khi mình tạo một cái thiết bị, cái kim tự tháp á, thì cái năng lượng này nó sẽ quay vô trở lại, nó mới tạo được cái vỏ trứng, mình có thể thấy được. Thì ông nói nhóm Arizona này trước đây cũng làm được, đo được cái trường đi ra đến đây, đo được cái trường ra đến đây. Nhưng mà họ không biết, họ giống như là một cái máy phát năng lượng vậy, cho hết trơn xung quanh. Cái vấn đề của họ là phải đè nó cái tới đây, dùng cái tới đây là giống như mình nước, mình bắn nước trên trên, mình bỏ cái tay là cho bắn xuống, làm sao mà bẻ cái năng lượng này xuống vô cho lại, chứ không phải nó phát xung quanh ở ngoài, là mình lấy cái máy mà đo bíp 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 hoài. Ông nói cái đó ban đầu thì được, nhưng mà khi mà mình để tay trên đây á, trên đây nè, mình thấy nó có gió đó, nghĩa là cái năng lượng nó đang phát ra, nó không quay trở lại, mình phải biến cho nó quay trở lại, mình mới thấy cái quả trứng. Khi mà nó quay trở lại, mình để tay trên đây là mình không có để thấy cảm nhận gió gì hết trơn, nó sẽ thu hút trở lại. Đó là mục đích, cái vấn đề lớn nhất của Arizona là bây giờ là chưa tạo được cái trứng này, cái trứng năng lượng này, trứng năng lượng plasma này, tại họ đang cho năng lượng xung quanh môi trường, họ chưa lấy trở lại để tạo được cái vỏ. Thì cái hình này cũng giống giải thích giống y hệt giống như hồi nãy, một cái hình khác thôi, là cái phải tạo cái ba cái reactor ở đây, cái một cái ở trên nó phải tạo một cái lưu động năng lượng giống như vậy nè, hai bên năng lượng, và cái trên nó không phải có gì đè nó xuống, nó không có phát ra xung quanh, phát lên trên nữa. Khi mình để tay trên đây nó sẽ không có gió,
nhưng mà có cái gió là mình có vấn đề rồi. Nếu mà mình để tay trên đây mình thấy ấm 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 nóng nóng là mình đã giảm cái năng lượng xuống đủ tốc độ rồi. Nhưng mình giảm xuống nữa là mình sẽ thấy cái vỏ trứng. Và gió là chất đầu tiên nó cho ra là mình có tạo được lưu động năng lượng. Bước thứ hai là mình thấy ấm ấm là nó sẽ giảm năng lượng rồi. Mình phải giảm lên nữa đó, nó mới xuống thành cái trứng. Đó có một cái giai đoạn tạo cái vỏ trứng. Thì ông thầy khác giải thích một cách quy về cái đá 500, người ta tưởng đá 500 giống như hồi nãy hỏi về cái thiết bị mình tạo dùng đá 500 để tạo bỏ trong cái dung dịch H2 để tạo ra H3 và H1. Người ta nghĩ cái đá 500 này đi có hai đường, một đường ra trên đây và vào dưới đây, ra trên đây vào dưới đây, thật sự nó có bốn tác động đó. Ở trên dù nó ra mà nó cũng có hút vô nữa. Nên thằng này nó ra, nó ra ở bên đây, ở đây nó hút vô bên đây, trên đây ra ở đây nó hút vô bên đây, nó có bốn đường đi chứ không phải hai đường đi. Đó thì cách dạy cái đá 500 dù nó ở trên nó ra mạnh mà nó cũng có hút vô luôn nữa. Ở dưới dù nó hút vô nó không có đường đi ra nữa. Chứ không phải tuyệt để là chỉ một chiều. Đó một cách nhìn khác về đá 500. Sức mạnh neutron của vũ trụ thì cái hướng dẫn trong một cái hình này nghĩa là khi mà mình biết mình trong giai đoạn nào, mình ở xa cái linh hồn thượng đế hay là gần cái linh hồn thượng đế, theo cái neutron của cái vũ trụ mình nó mạnh hay yếu thì mình có thể so sánh cái neutron mình tạo ra nó mạnh như thế nào. Thí dụ đi, vũ trụ này số 7, vũ trụ này số 8, số này 11 là mình càng ngày càng gần vũ trụ. Một cách nhìn khác cũng giống như trước đây mình nói là 12 cơ thể kính ánh sáng của con người. Ánh sáng có 1 mình rất là xa cái vũ trụ, ánh sáng có 7 thì mình gần gần tới 8, mình gần chính giữa. Ánh sáng cơ thể 12 của mình là mình gần ngay cái linh hồn của vũ trụ. Là cái quá trình cầu tiến của con người, mình phải nâng lên cái cô động. Đó là mình giải thích cho lúc mình đầu hội thảo mình bắt đầu là cái mục đích của con người như thế nào, cái quá trình cầu tiến, quá trình tiến hóa của con người như thế nào. Thì đó thì một phần này ông giải thích sơ qua, nhưng mà mình phải biết sau này mình giải thích các bạn cho quá trình hơn, cái quá trình cầu tiến con người thế nào, cái phương pháp mình có thể nào áp dụng để nâng mở rộng tâm thức của mình lên để mình tác động hết mấy cái 17 thêm cái giác quan nữa cho tạo mình thêm mình cái thông minh. Thật sự mình dùng cái trí tuệ mình là cái trí tuệ của mental body, là của lương xa thứ 3 thôi à. Lương xa thứ 3 nó là trong 3 cái, trong 12 cái. Nếu mình chưa dùng cái trí tuệ của cái cảm xúc của mình là trong cái trí tuệ của lương xa thứ 2. Có cái gọi là cái phản ứng tự nhiên của mình là trong lương xa số 1. Mình chưa dùng cái trí tuệ của lương xa thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7, thứ 8. Cái cảm nhận của mình, tại sao nhiều người cái cảm giác được, cảm nhận được mà người ta trong thế giới này mấy ngàn năm nay đã phát bỏ mà không lưu ý. Đó là cái cảm nhận của mình là cái là dùng cái mấy cái năng lượng gọi là cái giác quan cao hơn của năm giác quan hiện tại bây giờ. Nhằm người có, nhằm người nhạy bén, nhằm người không lưu ý. Ai cũng có hết trơn, yếu hay mạnh thôi. Tùy mình có dùng thường hay dùng không dùng thường. Mình có đủ lòng tin với bản thân của mình không để tin những cái cảm nhận của mình. Thì đây là hào quang của thiên hà. Thì cái giải thích là trong cái thiên hà mình là một cái trong trạng thái khí, mà xung quanh cái thiên hà sẽ có một cái hào quang cũng giống như con người của mình vậy. Nó sẽ có cái quả trứng giống như địa cầu của mình. Và cầu mình cũng có cái quả trứng hào quang xung quanh. Cũng như con người của mình có 12 cái cơ thể ánh sáng, 12 cái hào quang. Thì cái thiên hà cũng giống như con người. Nó là một cái hình thức, nó chỉ to lớn hơn thôi, nó cũng có một cái hào quang riêng của nó. Đây là cái là bế phóng của tàu vũ trụ mình nói hồi nãy là 18 cái này nè, 18 cái thiết bị mà graph nó đi xung quanh đây, nó tạo một cái trường ổn định lại cho hai cái thiết bị phi thuyền này nó có thể bay được. Hai cái thiết bị phi thuyền ở chính giữa này là cái một nè, cái hai nè, nó nằm chính giữa. Thì mấy cái thiết bị năng lượng mà graph này sẽ tạo một cái trường ổn định. Thì khi sau nói là bây giờ là những cái nhóm aerosol này nó tạo được cái quả trứng rồi, nhưng mà nó chưa bẻ cái năng lượng xuống cho lại, và trên đây lúc nào nó cũng trên đây cao lên, lúc nào cũng có lỗ trên chảnh á. Rồi đây là sinh vật của Anjala. Cái này là vật sống hay không là tùy theo mọi người. Anh không có nói rõ ràng. Anh tin là anh chàng này nè,
là cái một cái vật sống trong CH3, thì anh thấy nó giống như cái đuôi, có cái đuôi ở đây, và anh trước đây anh đã ở đây mà anh đi qua bên đây. Kỳ cái này cũng không thấy rõ ràng gì mấy. Nhiều cái cũng giống người ta nói, một là có cái mấy cái mô nó đi qua, nó sống, nó tạo trên cái đây, hay là một cái này, nói chung là mình thì mỗi người phải tự đi. Tại này là sinh vật sống hay không chưa có bảo đảm, chưa có giải thích rõ, tại mình chưa có khám phá ra sâu sắc hơn để nghiên cứu nó, hay là nó một cái, tại vì khi mà mình tạo mấy cái này xét ra đó, nó sẽ không có một trường, nó có mười mấy loại trường, giống như ở đây nhiều lúc có mấy cái trường nó tóm tắt với nhau, nó tạo được một cái trường, mà trong đây là cái free plus, và trong dưới giữa ngoài nó tạo một cái trường khác nữa. Cái chênh lệch của CH3 nó tạo ra một cái trường duyên của nó, chứ không phải vì vật sống gì. Tại vì thường CH3 mà tưởng là một năng lượng, nhưng mà trong CH3 nó có năng lượng H1, H2, H3, hay năng lượng của sắt tùm lum ở trên, mà trong H3 nó có năng lượng khác nhau trong cái H3 nữa, nên nó tạo một cái chênh lệch. Cái đó thì mình thấy nó như vậy thôi, chứ không phải giống như nào mà thấy cái anh nào mà có hai tay hai chân mình bò vòng vòng này đó. Đó, đấy mình mới là vật sống. Thì trước đây khi mình làm gan nước biển, mình cũng tưởng mình thấy con gì mà giống như là màu xám bạc, nó bơi trong cái nước gan biển của mình. Mình tưởng mình qua mắt, mình kiếm lại hoài mà không thấy anh chàng đó. Có thể trong một thời gian ngắn mình thấy được anh trong cái thế giới khác, trong thế giới 5D hay là 4D gì đó, trong anh trong cái thể plasma. Nhưng cái giai đoạn đó mình không tin với cái nhìn của mình. Mình tưởng mình qua mắt, tại mình thấy mình đang bỏ nước, mình lắc nó lên, mình thấy con gì bơi bơi trong trống. Đây, gần đến cuối cùng này là lớp khoa học plasma, cái tiến sĩ Gatua. Thì cái hình này nè, thấy rất là thú vị, tại người Việt Nam mình mà thấy cái hình này, thì thầy Kess, ông nhiều lúc ông nói ông rất xấu hổ về ông ở trong cái đầu thai, trong cái cơ thể của con người. Thì có lúc mình nhìn lại cái xã hội Việt Nam mình cũng thấy buồn, mình thấy xấu hổ, mình ngại là mình người dân Việt Nam. Người Việt Nam mình tưởng mình là không lợi, thông minh, lúc nào cũng kỳ thị da trắng, da kỳ thị đủ thứ người hết trơn, mà nhìn lại họ không có hơn ai hết trơn, nhưng mà gặt đố kỵ ghét tùm lum hết trơn, rất là nhiều tật xấu, mình thấy cũng có lúc buồn. Và mình thấy cái nhóm KF của này, của Arizona, của phải Arizona, xin lỗi, cái nhóm của Kenya. Kenya là của Phi Châu, của ông thầy Gatua, có nhiều người ta học tham mê, chia sẻ, nhưng người Việt Nam mình lại đố kỵ ghét nhau, không có chê người ta dốt. Nhưng bạn thấy đây là bao nhiêu người đây nè, người ta học nè, chê người đen xấu ngu, nhưng mà họ hiểu được tiếng Anh, họ học được cái này. Có bao nhiêu người Việt Nam đủ tiêu chuẩn cơ bản để biết tiếng Anh để học cái lớp này. Đây là thêm một cái lớp họ học nữa, rất là đông người. Họ đơn thuần muốn học hỏi để áp dụng cho cuộc sống, giúp cho xã hội. Người Việt Nam mình cho mà còn đa nghi, thắc mắc, chê đủ điều, cho mà không cho lấy, mà không áp dụng. Thấy mình là không thấy cái công nghệ này không có đáng giá trị gì hết trơn, là không có tác động lớn lao gì hết trơn, không có giúp gì hết trơn. Họ không có muốn dùng cho bản thân nữa, nói chi cho xã hội. Nhưng mấy người ta đi xa đến đại học để có thể áp dụng. Người Việt Nam mình tính toán nhiều quá, cái tính toán của mình quá thông minh cho bản thân của họ. Nhưng mình thấy mấy cái lớp này, mình nhìn lại cái người dân Việt Nam mình hay thấy hơi xấu hổ, mắc cỡ một chút xíu. Đó, lớp này ta đi học nano coding, rồi ta học lấy năng lượng này về nên nông nghiệp ta áp dụng. Đây họ là có được mấy cuốn sách của cơ bản ai cũng đọc được. Người Việt Nam chê da đen ngu, mà bao người Việt Nam có thể đọc được mấy cuốn sách tiếng Anh này? Bao nhiêu người Việt Nam hiểu được tiếng Anh mà chê người ta ngu, người ta dở hơn mình, nhưng mà người ta có thể đọc được cuốn sách bằng tiếng Anh, mà người ta đi thì thực hành để giúp cho bản thân của họ. Bao nhiêu người Việt Nam có thể làm như vậy mà khi dễ khi thường người ta? Đây là cái quả cầu và bình trở lại. Thì mình nói cái đó là không phải chê người Việt Nam, mình nói cái Việt Nam phải biết hiểu bản thân của mình để cái mình thay đổi, mình mở cái tâm nhìn, mình mở rộng cái tâm mình ra để không còn phán xét
ganh tị ghét, mà mở cái lòng tình thương để mình thật thà đi học hỏi và đi chia sẻ. Cái công nghệ này rất là đơn giản, mình không cần đi để thuyết phục hay chứng minh cho ai, mình chỉ cần đi áp dụng nó cho cuộc sống của mình thôi. Mình tạo nó ra để áp dụng cho sức khỏe của mình, hay là mình trồng rau cải gì trong nhà, mình lấy nước mình tưới. Khi mình tưới mình thấy nó tốt hơn, mình có thể dùng thêm nữa, hay là mình chia sẻ với bà con nếu mà ai mà thắc mắc. Đơn giản như thôi, mình không cần lấy, không cần mình học cái này để đi dạy hết thế giới hay là làm gì lớn lao. Chỉ cần làm cái này cho áp dụng cho cuộc sống bản thân của mình để mình cầu tiến thêm. Việt Nam chê bây giờ rau sạch, không có rau sạch thì ăn, đồ quá chất chế biến tùm lum. Tại sao không dùng cái công nghệ này để trồng rau cho ở phía sau của nhà của mình ăn? Có phương pháp ở đây mà không áp dụng, đợi người ta làm. Thì kết quả Việt Nam mình đợi cho mấy người khác làm, đợi cho thế giới này thay đổi. Đã thấy được cái gì? Định bất động ta bất động, đợi mấy người khác làm hết trơn. Mình làm trước là mình ngu, mình làm trước là mình thiệt thòi. Đợi cho mấy người khác làm dọn dẹp, mình không cần trách nhiệm cho bản thân, mình không cần trách nhiệm cho xã hội và nhà nước mình ở. Để cho mấy người khác, mình cần xả gác, mình làm tùm lum tùm la. Và kết quả đã nhìn thấy xã hội Việt Nam như thế nào. Thì nếu như người Việt Nam muốn chán sống cuộc sống này rồi đó, muốn thay đổi bản thân của họ, muốn thay đổi thế giới này, thì trước kia phải thay đổi bản thân của họ. Họ có thể áp dụng cái công nghệ này để giúp cho bản thân của họ. Họ người Việt Nam mình có hai cái lựa chọn. Một là bắt chước nhà nước của mình giải thích, kiếm cớ giải thích tại sao không có thể được, hay là muốn giải quyết vấn đề. Thì cái công nghệ này sẽ giúp nhân loại Việt Nam của mình, người Việt Nam mình giải quyết vấn đề chứ không phải giải thích. Giải quyết vấn đề là sao? Giúp làm chuẩn cho cơ bản của mình, giúp cho mình cái đồ ăn sạch, có năng lượng để xài. Giờ mình muốn đi con đường đó không, hay là mình muốn trước nhà nước của mình để kiếm cớ lý do để giải thích thôi, chứ không đi thực hành và áp dụng nó trong cuộc sống của mình để thay đổi bản thân của mình trước đây, trước nhất. Thì mình chỉ có lấy cái nhiêu đó thôi, để muốn nhắc nhở Việt Nam mình muốn thay đổi thế giới trước kia là phải thay đổi bản thân của mình, thì áp dụng cái này cho bản thân mình trước đi. Ok, mình sẽ ngừng ở đây, thì sau này mình sẽ nói tiếp về chủ đề này. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại tuần sau.